Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 7 này sẽ giúp tất cả quý vị biết rõ được tổng quát vận mệnh của mình trong tháng 7 này sẽ như thế nào. Mỗi đợt Tết đến xuân về, việc xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là việc làm hết sức cần thiết, sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với những biến cố sắp xảy ra trong tháng 7 âm lịch. Đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến cho bạn không thể bỏ qua phần luận giải vận mệnh, vận hạn trong tử vi của tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 âm lịch này. Xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 này cho thấy rằng tuổi Ngọ được quý thần tương trợ, cho nên trong tháng 7 sẽ là một tháng khá là tốt đối với những quý vị tuổi Bính Ngọ. Về công danh sự nghiệp có những bước đột phá nhất định, và hơn nữa trong tháng 7 tuổi Bính Ngọ được thần tài ban lộc, giàu sang phú quý. Về tổng quan tháng 7 là thời điểm khá ổn định về tài chính của tất cả quý vị. Tuy có những tháng chúng ta cần phải suy nghĩ hao tổn về sức khỏe một chút, nhưng mọi việc đều có thể giải quyết một cách êm đẹp. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ chính là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh thiên hà thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình, phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra sự bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có nhiều mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, theo phong thủy lộc tài, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý dễ trở thành người cô độc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Gia chủ Bính Ngọ cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu, hãy dành thời gian cho sức khỏe, gia đình. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, những người tuổi Bính Ngọ sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân, nên những công việc tưởng chừng như khó khăn cũng sẽ có thể giải quyết một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng. Người tuổi Bính Ngọ luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Mậu Thân, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã nghỉ hưu, bạn duy trì mức sống ổn định và thậm chí có người còn có tiền dư giả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có được cuộc sống chất lượng cao hơn. Người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc với cái tâm thiện và trong sáng.
chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán được mất, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Bính Ngọ cần chú ý về sức khỏe của mình do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị lực. Bạn cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý, giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe, áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo phong thủy lộc tài, tháng này đường nhân duyên của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 phát triển khá tốt đẹp. Bạn thường nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người xung quanh và nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống, đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống gia đình yên ấm. Tất nhiên, đôi khi có những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong gia đình luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm trân trọng của nhau. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có mạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Tý, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh, mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi, những người rất vất vả để thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.